lúc bây giờ. Sao, hắn có cách phá giải ư? Mọi người cùng giật mình. Phong Vô Kỵ từng nói có thể dùng nhanh đánh nhanh, nhưng Bích Tà khí huyết bức người, có 6 quả thần tâm, tốc độ phản ứng thần thông của hắn cũng nhanh tới mức dọa người. Hơn nữa, thần thông của Trung Nhạc không bằng được Bích Tà về mặt tốc độ phản ứng. Trước kia, thần thông hắn tu luyện đẳng cấp quá thấp, dù là Yêu Thần Minh Vương Quyết hay Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh, hoặc như Đại Nhật Thiên Ma Chân Kinh, Vạn Thần Băng Thánh Quyết, Long Đẳng Bách Biến, Đại Tự Tại Kiếm Khí và các loại công pháp linh tinh khác nữa, chẳng có cái nào sánh được bằng công pháp cấp hoàng cả. Những công pháp mà Trung Nhạc tu hành hoặc từng nghiên cứu chỉ là thần cấp. Thần thông chứa trong các công pháp đó cũng là thần thông thần cấp, ma cấp phổ thông, cũng không sánh được với thần thông hoàng cấp. Một môn truyền từ hoàng cấp, ngoài công pháp và đại thần thông, còn có nhiều loại thần thông khác có thể phản ứng thần tốc. Đại thần thông cần tinh khí thần thống nhất một cách cao độ, vì thế thời gian thi triển hơi lâu một chút. Còn thần thông phản ứng nhanh khác là khôi bảo của truyền thừa hoàng cấp. Thần thông phổ thông của Trung Nhạc không có loại nào có thể chống lại Bích Tà, đó chính là nguyên nhân hắn bị thương. Phong Vô Kỵ ánh mắt lay động, thấp giọng nói: "Người thật sự mạnh như vậy sao? Trong một thời gian ngắn lĩnh ngộ được thần thông chống lại Bích Tà ư?" Trong tiểu hư không, Trung Nhạc từ bỏ mọi loại thần thông khác, cũng bỏ đi 6 cánh tay, chỉ còn lại 2 cánh tay. Hai tay của hắn giơ ra, trong đó hai ngón tay đưa ra cắt một cái, cắt đôi thần thông của Bích Tà. "Sao? Đây là..." Bích Tà giật mình, cảm thấy sau khi thần thông của hắn bị cắt, khí huyết pháp lực tinh thần cũng bị cắt đứt, uy lực của thần thông lập tức biến mất. Hắn chưa bao giờ gặp phải trường hợp như thế này. Thần thông có thể cắt đứt thần thông của người khác, hơn nữa cắt xong cũng cắt luôn khí huyết pháp lực tinh thần lực hay sao? Sao lại có loại thần thông quỷ dị như vậy đây? Cường giả thế nào mới sáng tạo ra được loại thần thông quỷ dị như vậy? Công thế của hắn càng gấp gáp hơn, càng ác liệt hơn. Trung Nhạc 10 ngón tay liên hồi bắn ra vô số con long giao tiễn, trên dưới cắt đứt những thần thông của Bích Tà đang đánh tới. Bích Tà bị đau ngực vội vàng lùi về phía sau, chân vừa chạm xuống thì dưới chân xuất hiện thất thập nhị tinh trận. Bích Tà tung một chưởng, thất thập nhị tinh trận sáng bừng, uy năng cuộn trào. Hư ảnh của 72 vị thần ma đứng sừng sững sau lưng hắn cùng lao về phía Trung Nhạc, tăng thêm uy năng cho công kích. Vô số đạo đồ đằng quấn quanh bàn tay của Bích Tà, giao long của Trung Nhạc lao tới, cắt phát ra tiếng keng keng, cắt đứt những dải đồ đằng văn trên tay của Bích Tà. Long dao của Trung Nhạc quả thực quá quỷ dị, không chống lại thần thông mà chỉ cắt thần thông. Giao đấu với hắn, cảm thấy sức mạnh của mình liên tục bị đánh vào không khí, không có tác dụng gì. Vì thế Bích Tà liền quyết đoán thi triển đại thần thông. Trung Nhạc thu thần thông kéo giao long về, hai người lao vào rồi lập tức tách ra. Long dao tiễn thật sự quá bá đạo, nhưng đây không phải thần thông của ta, mà là do một vị sư huynh của ta sáng tạo ra, ta sẽ không dùng nữa. Trung Nhạc quẫy đuôi bay lên trời, lật bàn tay, mu bàn tay ấn về phía Bích Tà rồi cười nói: "Tà sư huynh, chúng ta tiếp tục." Long dao tiễn thật sự không phải thần thông của hắn, mà là do Phong Hiếu Trung phá giải phong ấn huyết mạch sáng tạo ra. Hồi đó Trung Nhạc học được môn thần thông này từ Phong Hiếu Trung, quan tưởng vô số long dao tiễn cắt đứt phong ấn trong huyết mạch của Phục Hy thần tộc. Đến phong ấn của Phục Hy thần tộc cũng có thể cắt đứt được, huống chi là thần thông của Bích Tà đây. Trung Nhạc thầm thán phục Phong Hiếu Trung, hồi đó hắn dùng long dao tiễn cắt đứt phong ấn huyết mạch trong cơ thể, vẫn chưa cảm nhận được sự biến thái của môn thần thông này. Sau khi dùng rồi cũng không tiếp tục tu luyện nó nữa. Khi quyết chiến với các cường giả khác, hắn cũng không dùng tới long dao tiễn. Vừa rồi hắn bị Bích Tà ép tới tuyệt cảnh nên mới phải thi triển. Không ngờ môn thần thông này cũng cắt được thần thông trong công pháp hoàng cấp, như vậy mới giúp cho hắn biết được sự đáng sợ và biến thái của môn thần thông này. Cắt đứt thần thông đã đành, nếu dùng để cắt đầu thì khủng bố rồi. Giống như luyện khí sĩ đan nguyên cảnh, pháp thiên cảnh, sinh mệnh lực đã rất cường đại, cho dù đầu bị chặt đứt thì chỉ cần trước khi chết nối lại được, đầu vẫn còn sống được. Đan nguyên cảnh, pháp thiên cảnh còn như vậy, huống hồ là cự phách chân linh thông thần. Nhưng nếu bị long dao tiễn cắt đứt thì chính là cắt đứt khí huyết, pháp lực, tinh thần lực. Cho dù có trả lại đầu thì cũng không thể nối lại được, chỉ có đường chết mà thôi. Phong Hiếu Trung đã đào không biết bao nhiêu mộ phần, bắt không biết bao nhiêu cường giả các tộc, giải phẫu bao nhiêu cỗ thần thi ma thi, thần linh ma linh. Những hiểu biết của hắn về thần thông đã đạt tới mức kinh người, nếu không cũng không thể nào sáng tạo ra loại thần thông như vậy được.
Bích Tà thấy Trung Nhạc quả thực không dùng Long Giao Tiễn nữa mà chỉ dùng mu bàn tay đánh tới thì không khỏi khựng người. Mu bàn tay của Trung Nhạc khẽ động, sau lưng liền xuất hiện một vầng mặt trăng. Thái Âm Thần Thủy chạy thành sông, ánh trăng sáng treo trên sông, thấp thoáng có thể thấy uy năng cực kỳ đáng sợ. Bích Tà đưa tay đỡ, lòng bàn tay của hắn và mu bàn tay Trung Nhạc chạm nhau, oanh một tiếng nổ vang lên. Hắn liền cảm thấy một luồng sức mạnh quỷ dị âm tà sộc tới, cuốn phăng mọi thứ, xâm thực thần thông của hắn. Hắn giật mình, nhưng đúng lúc này, mu bàn tay Trung Nhạc lật lại, bàn tay đánh thẳng vào lòng bàn tay của Bích Tà. Uỳnh uỳnh. Mặt trăng phía sau Trung Nhạc biến thành một vầng mặt trời nóng bỏng. Một con kim ô kêu tiếng dài, dang rộng đôi cánh. Mặt trời được kim ô ngậm ở trong mỏ. Bích Tà lập tức cảm thấy một luồng uy năng chí dương chí cương khác sộc tới. Khác với đòn từ mu bàn tay lúc nãy là hai cực đối ngược. Hai người dùng nhanh đánh nhanh, hai tay Trung Nhạc, lòng bàn tay và mu bàn tay không ngừng biến hóa. Bích Tà lại cảm nhận được hai loại thần thông khác nhau từ đó. Một loại từ tay trái đầy sự uy nghiêm của thần đạo, một loại từ tay phải đầy sự bá đạo, quỷ dị của ma đạo. Trung Nhạc úp tay là âm, ngửa tay là dương, tay trái là thần, tay phải là ma. Thần ma âm dương biến đổi giữa hai tay của hắn. Thần thông của hắn so với của Bích Tà vẫn còn có chút non nớt. Uy lực thần thông cũng không bằng được với Bích Tà. Tốc độ phản ứng cũng chậm một nhịp, không linh động được như Long Giao Tiễn. Không chỉ vậy, lúc hắn di chuyển cũng có rất nhiều sơ hở, thần pháp cũng không được mẫn tiệp cho lắm. Đột nhiên tốc độ công kích của Bích Tà chậm lại, chiêu thức biến hóa cũng không còn được như ý. Thần thông của hắn không còn là thần thông Bích Tà Thần Hoàng lưu truyền lại nữa, mà vô cùng vụng về, xuất hiện vô số sơ hở. Hai người đứng trong nguyên đan lực trường riêng của mình, giống như hai vị thần ma, nhưng thần thông thì đầy rẫy sơ hở, giống như hai luyện khí sĩ mới học thần thông và đang học hỏi lẫn nhau vậy, vô cùng buồn cười. Các cự đầu cự phách bên ngoài tiểu hư không đang quan chiến đều nhìn nhau. Vừa rồi Trung Nhạc và Bích Tà giao đấu thần thông tinh diệu thế nào, công thế bá đạo ra sao, sao giờ lại như hai người mới chập chững học thần thông như vậy? Sao lại có tình hình này đây? Đây chính là hai đại cao thủ trẻ tuổi hay sao? Một vị cự đầu pháp thiên cảnh của Côn Bằng thần tộc lộ ra vẻ thất vọng. Luyện khí sĩ như vậy, ta một tay cũng đánh chết được hai người. Côn đại tiên sinh, Hạ tông chủ và Phong Vô Kỵ thì sắc mặt ngưng trọng dị thường. Trung Nhạc và Bích Tà không phải đang liều chết đánh nhau, mà là đang lĩnh ngộ thần thông, sáng lập thần thông, sáng tạo ra thần thông tuyệt học của chính mình. Chiêu thức của họ sở dĩ vụng về như vậy là vì họ đang ở giai đoạn đầu, đang không ngừng hoàn thiện thần thông của mình trong quá trình giao đấu với đối thủ. Hơn nữa, thần thông họ thi triển tuy có rất nhiều sơ hở, nhưng uy lực lại mạnh đến kinh người, tuyệt đối không phải như vị cự đầu Côn Bằng thần tộc kia nói một tay đánh chết hai người. Ngược lại, nếu vị cự phách đó tiến lại thì chắc chắn sẽ bị một trường tát chết. Kỳ tài, thật là kỳ tài. Côn đại tiên sinh nói nhỏ, thần thông của Trung Nhạc và Bích Tà dần hoàn thiện, sơ hở càng ngày càng ít. Trận giao đấu của hai người cũng ngày một ác liệt hơn. Thần pháp càng ngày càng mạnh, uy năng càng ngày càng khủng khiếp. Các cường giả nhìn mà sắc mặt biến đổi, đặc biệt là vị cự đầu vừa lên tiếng ban nãy, mặt đã tái mét. Hạ tông chủ gật đầu. Đúng vậy, kỳ tài. Phong Vô Kỵ thì thở dài khẽ nói. Thật đúng là kỳ phùng địch thủ. Không có áp lực từ Bích Tà, Trung Nhạc không thể sáng lập ra thần thông của bản thân để chống lại Bích Tà. Không có sự sáng lập của Trung Nhạc, Bích Tà cũng không có tham vọng ra, tạo ra thần thông của chính mình. Kỳ tài chỉ là bề ngoài, kỳ phùng địch thủ mới là sự miêu tả chân thực nhất về họ lúc này. Giữa bọn họ, rút cuộc ai sẽ thắng, ai sẽ thua đấy? Trúc Dung Nhan Khâm khẽ nói, Côn đại tiên sinh lắc đầu, Hạ tông chủ cũng không nhìn ra được. Phong Vô Kỵ nhíu mày, nhìn cảnh tượng lúc này, thần thông của hai người vẫn không phân thắng bại, hắn cũng chẳng thể chắc chắn được điều gì. Đột nhiên Trung Nhạc và Bích Tà tách ra, hai người đối lưng với nhau, mỗi người đứng đó, y sam bay phần phật, rồi dần tĩnh lặng lại. Trung sư huynh, thần thông của ngươi tên là gì? Thiếu niên Bích Tà quay lại hỏi. Âm dương thần ma tán. Trung Nhạc cũng quay lại hỏi, vậy thần thông của ngươi? Thiên Lộc Huyền Công. Bích Tà thiếu niên cười, tỏ ra rất hài lòng. Trung Nhạc cũng khẽ gật đầu, đột nhiên ra tay nhanh như chớp, dán một phiến lá liễu trên mi tâm Bích Tà. Phiến lá tỏa sáng giống như nước thẩm thấu, cắt đứt cảm ứng giữa Bích Tà và Lang Nha Bảng. Bích Tà thiếu niên giật mình, đưa tay giật lá liễu xuống nhưng không được. Trung sư huynh, ngươi...
Đây là bảo vật cắt đứt cảm ứng của ngươi với Lăng Nha Bảng. Trung Nhạc có phần không nỡ. Nếu ngươi chết ở đây thì sẽ chết thật sự. Lăng Nha Bảng sẽ không hồi sinh ngươi. Đạo hữu, ta không muốn ngươi bị tổ tông của mình đoạt xác. Ta thả ngươi chết trong tay ta. Bích Tà khựng lại cười nói. Đây là ta tự nguyện, không liên quan tới thần hoàng. Trung Nhạc trầm mặc nói. Nếu ngươi sống, ta và ngươi sẽ là đối thủ. Có lẽ chúng ta sẽ sáng tạo ra rất nhiều loại thần thông, rất nhiều loại công pháp tuyệt học thần diệu. Nhưng ngươi lại chọn cách khiến nhục thân cho tổ tông đã chết đi. Bích Tà trầm mặc một lúc sau ngẩng lên cười. Ngươi sẽ không cô đơn. Đợi khi ngươi rời khỏi tổ tinh, sẽ gặp được những người như ta với ngươi. Luyện khí sĩ tài hoa như ngươi và ta thì vũ trụ này rất nhiều. Trung Nhạc lắc đầu. Họ không phải đạo hữu của ta. Bích Tà run lên, thở dài, khẽ thầm nói. Đạo hữu sao? Gọi một tiếng đạo hữu, hắn có cảm giác muốn rơi lệ. Đạo hữu, người thu lã liễu về đi. Người biết chiến tranh chi giác ở trên người ta. Thần hoàng chư linh cũng ở trên người ta. Người không giết được ta đâu. Bích Tà cười tươi nói. Ta và ngươi vĩnh biệt thôi. Trung Nhạc thu lá liễu về, sắc mặt ảm đạm, trong lòng có phần trống rỗng, như mất đi điều gì đó. Bích Tà dâng nhục thân của Bích Tà Thần Hoàng để Bích Tà Thần Hoàng hồi sinh. Trung Nhạc thì mất đi một đạo hữu có thể giao đấu, hỗ trợ và cùng tiến bộ. Đây có lẽ là trận chiến cuối cùng giữa hắn và Bích Tà. Về sau hắn sẽ không gặp lại Bích Tà nữa, chỉ còn Bích Tà Thần Hoàng hồi sinh. Trận chiến vậy mà kết thúc rồi sao? Bên ngoài tiểu hư không, Côn Đại Tiên Sinh, Hạ Tông Chủ, mấy người bọn họ đều như mất mát điều gì đó. Được thấy hai đại cường giả trẻ tuổi đối quyết, được thấy thần thông hoàn toàn mới mà họ sáng tạo ra. Với họ mà nói cũng là sự khơi gợi rất lớn. Điều này trước kia chưa từng xảy ra. Từ cổ tới nay, làm gì có người trẻ tuổi nào có tư cách chỉ điểm cho họ đây? Trước nay đều là họ chỉ điểm các luyện khí sĩ trẻ. Nhưng giờ lại ngược lại, trận đấu giữa Trung Nhạc và Bích Tà lại khiến cho họ thu hoạch được không ít. Hai vị chí tôn trẻ tuổi thật đáng tiếc. Bích Tà chủ định sẽ bị Bích Tà Thần Hoàng đoạt xác, sẽ thành kiếp sau của Bích Tà Thần Hoàng. Trúc Dung Nhan Khâm cũng thở dài, cũng có chút tiếc nuối. Trẻ như vậy đã trở thành thành tựu như thế, sau này thành tựu chắc chắn sẽ không kém Bích Tà Thần Hoàng. Nhưng Bích Tà lại muốn để cho Bích Tà Thần Hoàng đoạt xác, nàng cảm thấy rất không đáng. Sau trận chiến này, hai người họ đứng thứ mấy trên chí tôn bảng đây? Một vị cự phách đột nhiên hỏi. Côn Đại Tiên Sinh vội điều khiển thông ngu thần kính, mặt kính chiếu về chí tôn bảng, mọi người nhìn thì đều kinh hãi. Trên chí tôn bảng, tên Trung Nhạc và Bích Tà đều đã vượt qua danh húy của bốn vị thần nhân kia, lần lượt đứng thứ nhất và thứ hai. Bích Tà đứng thứ nhất, Trung Nhạc thứ hai. Nhưng thứ hạng này không ổn định, tên của họ thỉnh thoảng lại đổi chỗ, có lúc tên Trung Nhạc nhảy lên thứ nhất. Rõ ràng ngay cả Lăng Nha bảng cũng không thể đoán định tiềm lực của bọn họ ai hơn ai kém, nên mới xuất hiện tình huống như vậy. Bích Tà, ngươi còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành không? Đột nhiên trong nguyên thần bí cảnh của Bích Tà, chiến tranh chi giác bay ra, từ trong cái tù và vọng ra tiếng của Bích Tà Thần Hoàng. Hồi lão tổ. Bích Tà cúi người lắc đầu nói. Đệ tử được đấu với Trung Sư Huynh một trận, đã không còn tâm nguyện gì nữa rồi. Nguyên thần của Bích Tà Thần Hoàng từ bên trong tù và bay ra, bay vào mi tâm của Bích Tà. Trung Nhạc thở dài, không ngăn cản. Bích Tà vì lão tổ của mình, hắn mang huyết mạch của đối phương, cam tâm tình nguyện hiến cho đối phương. Về tình về lý, hắn đều không có lý do để mà ngăn cản. Hơn nữa, với bản lĩnh của Bích Tà Thần Hoàng, hắn có muốn ngăn cản cũng không thể, vì thế chỉ có thể đứng nhìn. Nguyên thần của Bích Tà Thần Hoàng vô cùng cường đại, vào trong đầu của Bích Tà chắc chắn sẽ đè nát nguyên thần của hắn, khiến cho Bích Tà hồn phi phách tán, sau đó sẽ là ký sinh. Nguyên thần Bích Tà ký sinh trong cơ thể Bích Tà, làm quen với nhục thân của hắn, linh và hồn sẽ cắm căn cơ trong nhục thân của hắn. Đoạt xác có khả năng rất lớn sẽ thất bại. Muốn đoạt xác không phải dễ, nếu liều lĩnh đoạt xác tỷ lệ thất bại sẽ rất cao, chủ yếu là vì sự khác biệt về nhục thân, huyết mạch. Huyết mạch khác biệt càng lớn thì tỷ lệ thất bại càng lớn. Nếu không cùng chủng tộc thì phải ôn dưỡng, thay đổi nhục thân huyết mạch cũng mất nhiều thời gian hơn. Vì thế đoạt xác thường phải cận huyết, công pháp tương đương, tương đồng, có thể nâng cao tỷ lệ thành công, cũng không cần thay đổi huyết mạch, dễ thích ứng với nhục thân mới hơn.
Ma Thánh đoạt xác đệ tử Diêm La Ma của mình chính là đạo lý này. Diêm La Ma tu luyện công pháp của hắn nên hắn thích ứng nhục thân của Diêm La Ma rất nhanh. Nhưng Ma Thánh và Diêm La Ma không cùng chủng tộc, huyết mạch không giống, nên sau khi Ma Thánh đoạt xác Diêm La Ma cần ẩn cư tiềm tâm tu luyện, thay đổi huyết mạch của Diêm La Ma để có thể linh hồn cắm rễ. Còn Thiên Tượng Lão Mẫu đoạt xác Thủy Thanh Nghiên, vừa không cùng chủng tộc, vừa không cùng công pháp nên khó khăn nhiều hơn gấp nhiều lần. Thiên Tượng Lão Mẫu mất rất nhiều thời gian thích ứng nhục thân mới, đến chết vẫn không thể chiếm cứ hoàn toàn nhục thân của Thủy Thanh Nghiên. Điều đó khiến cho Thiên Tượng Lão Mẫu sau này chiến đấu với Trung Nhạc, chiến lực nhục thân không bằng chiến lực của linh hồn, hạn chế thực lực phát huy ra. Bích Tà là huyết mạch của Bích Tà Thần Hoàng, hai người huyết mạch tương thông, cộng với Bích Tà tu luyện công pháp của Bích Tà Thần Hoàng, vì thế việc đoạt xác dễ dàng hơn rất nhiều. Trung Nhạc thấy hai mắt Bích Tà dần tối lại, thầm thở dài bước ra ngoài. Bích Tà đã chết, chỉ còn lại Bích Tà Thần Hoàng. Các luyện khí sĩ khác trong tiểu hư không cũng lần lượt ra ngoài. Đột nhiên trời đất biến đổi, Lăng Nha bảng rung chuyển dữ dội, không ngừng thu nhỏ lại. Thanh bảng, Chiến Vương bảng, Thần Thoại bảng, Chí Tôn bảng bỗng chốc biến thành bốn lá cờ bay trên không, cùng chém về phía Bích Tà Thần Hoàng. Trung Nhạc sắc mặt biến đổi, chỉ thấy trời đất của tầng thứ 6 tiểu hư không vỡ ra, từ hư không thứ nhất tới thứ 7, vách không gian đều biến mất sạch. Trời đất bỗng chốc trở nên vô cùng bao la mênh mông, trên bầu trời toát ra bay xuống hai con hỏa long dài nghìn dặm. Bốn cái bàn vuốt trước của hai con hỏa long cắp bốn góc của một cây rìu khổng lồ, chém Bích Tà Thần Hoàng. Thân rìu hình vuông, trên đỉnh có bốn con rồng bằng đồng, lúc này chúng đang thức tỉnh, dương nanh múa vuốt lao về hướng Bích Tà Thần Hoàng. Đây chính là Bát Long Chấn Thiên Phủ. Bát Long Chấn Thiên Phủ Tây Tả đột nhiên xuất hiện tấn công Bích Tà Thần Hoàng. Cho dù cây rìu này uy năng đã giảm mạnh, nhưng dù sao cũng là một món chấn tộc thánh khí, thần uy hùng hồn từ trên trời xuống nén lại, khiến cho các tòa tiểu hư không thành vỡ tan. Thậm chí ngay cả Thông Ngưu Thần Kính cũng bị tổn hại nghiêm trọng, gần như bị vỡ vụn. Trung Nhạc kinh ngạc, vội bay ra ngoài cánh cửa tiểu hư không. Các luyện khí sĩ pháp chân cảnh khác sắc mặt cũng kịch biến, liều mạng bay ra khỏi tiểu hư không. Là Bát Long Chấn Thiên Phủ, là Hạ Hầu Chi Linh. Một vị luyện khí sĩ pháp thiên cảnh hét lớn. Lão nhân gia ngài cũng ở trong tiểu hư không sao? Tu 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 tu, đột nhiên tiếng tù và vang lên. Chiến tranh chi giác bay ra từ mi tâm Bích Tà Thần Hoàng, đỡ Bát Long Chấn Thiên Phủ. Tiếng tù và vừa vang lên, vô số cường giả pháp thiên cảnh nhục thân nổ tung, nguyên thần tan vụn, hồn phi phách tán. Thần uy khủng bố giữ chặt lấy hai con hỏa long của Bát Long Chấn Thiên Phủ. Một vị cự nhân dẫm chân lưng rồng, Ngưu Giác Tể Thiên, chính là Hạ Hầu Chi Linh. Không lâu trước đây hắn bị Bích Tà Thần Hoàng đả thương, trốn trong tiểu hư không trị thương. Vừa rồi Trung Nhạc và Bích Tà quyết đấu, dẫn ra Chí Tôn bảng đã đánh thức hắn. Khi Trung Nhạc và Bích Tà quyết đấu, hắn không dám ra tay, vì nguyên thần của Bích Tà Thần Hoàng ở trong chiến tranh chi giác, nếu hắn ra tay thì chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Còn Bích Tà Thần Hoàng đoạt xác Bích Tà, nguyên thần ký sinh trong nhục thân của Bích Tà, nằm trong giai đoạn quan trọng của đoạt xác, tạo cơ hội tốt cho hắn giết Bích Tà Thần Hoàng. Bát Long Chấn Thiên Phủ và chiến tranh chi giác uỳnh uỳnh va đập, thần uy mang tính hủy diệt cuốn phăng bốn phía, đi tới đâu là đổ nát tới đó. Núi non lật nhào, mặt đất tách rời, sông suối bắn lên không, tạo nên một cảnh tượng hủy diệt đầy khủng bố. Ở tiểu hư không khác cũng có rất đông luyện khí sĩ đang lịch luyện đều gặp tai họa, bị hủy diệt trước chấn động của thần binh hầu cấp, thần cấp và hoàng cấp, chết không có chỗ chôn. Dù sao Trung Nhạc cũng đi trước, lúc này toàn lực bay ra ngoài cánh cửa của tiểu hư không. Tốc độ của hắn đạt tới cực hạn, gần như nháy mắt đã đi nghìn dặm, lao tới trước cánh cửa tiểu hư không trước khi thần uy tới. Cùng lúc đó, hơn chục luyện khí sĩ khác khá gần với cánh cửa tiểu hư không cũng lao tới, tất cả bọn họ cũng tràn vào cánh cửa cùng một lúc. Bên ngoài tiểu hư không, Thông Ngưu Thần Kính đột nhiên tối lại, cảnh tượng bỗng chốc mơ hồ, rồi hình ảnh vỡ vụn, có lẽ Thông Ngưu Thần Kính đã bị hủy diệt. Côn Đại Tiên Sinh sắc mặt biến đổi, có chút đau lòng. Cảnh tượng vừa rồi họ đều thấy, nhưng chỉ thấy Thanh Bảng, Chiến Vương Bảng, Thần Thoại Bảng, Chí Tôn Bảng biến thành bốn lá cờ tấn công Bích Tà Thần Hoàng. Còn thấy hai con hỏa long từ trên trời lao xuống, chứ không thấy Bát Long Chấn Thiên Phủ. Sau đó thì Thông Ngưu Thần Kính đã vỡ tan. Tiểu hư không rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, họ cũng chỉ suy đoán mơ hồ, chứ không dám khẳng định. Đột nhiên Phong Vô Kỵ hét lớn. Các vị, phong tỏa tiểu hư không, đừng để luyện ký sĩ bên trong ra ngoài.
Hạ tông chủ, Trúc Dung Nhan Khâm, mấy người khựng lại. Một cường giả Trúc Dung thị phẫn nộ. Tộc ta có không ít đệ tử ở trong đó đâu. Họ có thể sống mà thoát ra không đây? Phong Vô Kỵ cười khẩy. Dù sao họ cũng không thể sống mà thoát khỏi uy lực của hai món đại thần binh được. Không bằng phong tỏa cánh cửa lái, không cho Trung Sơn thị cũng chết luôn trong đó đi. Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên hơn chục luyện khí sĩ từ trong cánh cửa tiểu hư không bay ra. Đông đảo cường giả vội nhìn quanh, thấy mười mấy vị luyện khí sĩ này đều hoảng hốt bất an, nhưng không thấy tung tích của Trung Nhạc. Rồi thần uy sộc tới, mọi người vội lao đi tránh. Chỉ nghe rắc một tiếng, cánh cửa tiểu hư không bị uy lực của hai món đại thần binh xung kích, xuất hiện vô số vết nứt. Còn bức tượng Hạ Hầu mới xây không lâu cũng vỡ tan tành. Trung Sơn thị không có giá. Mấy người Côn Đại tiên sinh đều mừng rỡ. Thần uy cường hãn như vậy, cho dù là bọn họ chạm phải cũng chết đi. Trung Nhạc không ra khỏi tiểu hư không, chắc chắn là đã chết trong đó rồi. Đúng là ông trời đố kỵ người tài mà. Hạ tông chủ cười ha ha. Phong Vô Kỵ nhìn những luyện khí sĩ vừa thoát ra khỏi tiểu hư không, đột nhiên hô lớn. Hạ tông chủ, đề phòng vạn nhất, chúng ta giết hết những luyện khí sĩ kia đi là tốt nhất rồi. Chỉ khi giết hết họ mới đảm bảo Trung Sơn thị đã chết đi. Hạ tông chủ sắc mặt không vui, Trúc Dung Nhan Khâm cười khẩy. Đại tế tử, người hơi đang nghi quá thì phải. Các luyện khí sĩ vừa thoát ra, ai là Trung Sơn thị đây? Tự nhiên giết đệ tử của Trọng Lê thần tộc ta. Phu phụ ta sau này làm thế nào cho người khác phục được đây? Làm sao thống lĩnh Nam Hoang đây? Phong Vô Kỵ dậm chân thầm thở dài. Thần uy từ trong cánh cửa tiểu hư không sộc ra, xung kích bốn phía. Hỏa đô thành đại loạn, không biết có bao nhiêu luyện khí sĩ chạy tán loạn. Giờ họ không biết đâu là luyện khí sĩ thoát ra từ tiểu hư không nữa rồi. Chắc chắn Trung Nhạc ở trong số hơn chục người vừa rồi. Đáng tiếc Hạ tông chủ bọn họ quá là nhu nhược. Giết mười mấy người đồng tộc thì đã là cái gì? Đều mềm lòng như một đám đàn bà vậy. Phong Vô Kỵ thầm phẫn nộ. Trong tiểu hư không đột nhiên uỳnh một tiếng, cánh cửa tiểu hư không kêu lên răng rắc, dường như không thể chịu nổi nữa. Mau chạy đi. Hạ tông chủ sắc mặt biến đổi, vội vàng hét lớn. Cánh cửa của tiểu hư không ở phía trên bầu trời Hỏa Đô Thành, lúc này đợt thần uy thứ hai bạo phát, làn sóng dao động ác liệt hơn trước ập tới. Từ bên trong cánh cửa tiểu hư không ập ra, khu vực Hỏa Đô Thành mà cánh cửa hướng về lập tức bị săn phẳng, không còn bất cứ thứ gì. Một vùng không gian khoảng trăm dặm là trống trơn, bất luận là người hay thú, cường giả mạnh cỡ nào, dù là lầu khác hay cung điện hoặc núi non, tất cả đều bị thần uy oanh kích tan tành. Chỉ e đệ nhị thánh địa của Nam Hoang, Hỏa Đô Thành đã trở thành lịch sử rồi. Lúc này Trung Nhạc rời khỏi Hỏa Đô Thành nhanh như bay, quay lại nhìn thì thầm nghĩ. Cánh cửa hư không nối liền tiểu hư không với tổ tinh. Nếu nó không chịu nổi trọng kích từ thần hầu, thần hoàng chi báo, thì có lẽ toàn bộ không gian trong tiểu hư không sẽ đột ngột xuất hiện ở tổ tinh. Đường kết nối của tiểu hư không đã bị phá vỡ, không gian cấm cố sẽ được trở lại tổ tinh, cương vực tổ tinh có lẽ sẽ rộng thêm vài lần. Trong thời gian đó sẽ xảy ra kịch biến gì, Trung Nhạc cũng không dám khẳng định. Dù sao việc này cũng liên quan đến việc mở rộng không gian, mà hắn còn chưa được tiếp xúc với lĩnh vực này. Phong Vô Kỵ, Côn Đại tiên sinh mấy người họ cũng đang tháo chạy. Hạ tông chủ, Trúc Dung Nhan Khâm thì đang ra đưa các nhân tộc không kịp chạy vào trong nguyên thần bí cảnh của mình. Nguyên thần bí cảnh của hai vị cự phách này rất rộng, pháp lực cũng cường hãn, đưa tay nhấc hàng loạt luyện khí sĩ nhất vào trong nguyên thần bí cảnh để họ khỏi bị mất mạng trước xung kích của thần uy. Hỏa Đô Thành đã đại loạn, còn có mấy vị võ đạo tiên sư cõng các tòa cung điện chạy đi. Cự phách của Trúc Dung thị dùng pháp lực vận chuyển Hỏa Thánh Cung, hợp lực tế Hỏa Thánh Cung lên bỏ chạy. Họ cũng biết chắc chắn cánh cửa tiểu hư không sẽ không gắng gượng được nữa. Tiểu hư không sắp biến thành không gian của tổ tinh. Nếu lúc đó xảy ra kịch biến thì Hỏa Đô Thành chắc chắn sẽ bị hủy diệt, nên tranh thủ đưa những thứ quý giá trong thành đi thì hơn. Trong tiểu hư không thì vọng ra tiếng cười khẩy. Thiên Hầu, ngươi có biết tại sao ta để Bích Tà và Trung Sơn Thí quyết chiến trong tiểu hư không của ngươi không? Đây chính là giọng nói của Bích Tà Thần Hoàng, mang một sự uy nghiêm đứng trên thiên hạ vạn vật. Còn Thiên Hầu mà hắn nói chính là Hạ Hầu. Thiên Hầu chính là hậu vị của hắn. Hậu vị của Hạ Hầu là Thiên Hầu. Hậu vị của Bạch Hầu là Địa Hầu, của Long Hầu là Hải Hầu, của Côn Hầu là Tinh Hầu, của Ma Hầu là Chiến Hầu.
hầu vị khác thì chức trách cũng khác nhau. Dám trực tiếp gọi hầu vị của Hạ Hầu cũng chỉ có Bích Tà Thần Hoàng mà thôi. Hạ Hầu không khỏi có phần hoảng loạn. Hắn vốn tưởng Bích Tà Thần Hoàng sau khi đoạt xác Bích Tà thì sẽ không thể dựa vào nhục thân Bích Tà thi triển toàn lực. Nhưng không ngờ bốn tấm bảng lớn của hắn còn chưa tới gần thì đã vỡ tan tành. Còn Bát Long Chấn Thiên Phủ còn chưa giáng xuống đã bị chiến tranh chi giác xuyên thủng. Lúc này song long dưới chân của hắn đã bị chiến tranh chi giác đâm xuyên. Tiếng thủ và vang lên và song long nổ tung. Giờ cục thế đã nghịch chuyển. Hắn không phải sẽ trừ bỏ Bích Tà Thần Hoàng mà Bích Tà Thần Hoàng sẽ giết hắn. Chỉ có một cách giải thích. Đó chính là vừa rồi Bích Tà Thần Hoàng không hề đoạt xác Bích Tà mà là cố tình nghi binh rồi hắn xuất hiện và trừ bỏ hắn. Người trốn ở đây sao ta lại không biết chứ? Bích Tà Thần Hoàng thản nhiên nói. Chọn nơi này chính là để trừ bỏ ngươi. Con đường dung hợp lục đại thánh linh dung hợp của ta bị nhân hoàng phá hỏng, công sức đổ sông đổ biển. Cũng may lục đại thánh linh vẫn còn. Ta không chỉ muốn mượn nhục thân của hậu thế hồi sinh mà cũng muốn dung nhập linh hồn ta với lục đại thánh linh, luyện vào 6 quả tim của nhục thân mới. Nếu làm được thì còn phải tế một linh hồn cường đại mới dung hợp được 6 quả tim với thánh linh. Hạ Hầu bị vây khốn, gầm thét liên hồi đối kháng với chiến tranh chi giác, không thể đáp lời hắn. Bích Tà Thần Hoàng tự nói cho mình nghe. Nguyên thần của ngươi đúng là vật liệu tế tự tuyệt hảo. Tế ngươi ta sẽ có thể lục tâm lục thánh linh tương hợp. Hơn nữa ta còn muốn giết ngươi để lập uy, cảnh cáo Hải Hầu, Tinh Hầu, Chiến Hầu và Hiếu Mang, bọn chúng không dám manh động. Hắn cười nói. Chúng thấy ngươi chết trong tay ta sẽ dao động, không biết ta thực sự hồi sinh hay giả chết để chúng xuất hiện nạp mạng. Uỳnh uỳnh. Tiểu hư không lại rung chuyển, cánh cửa đã vỡ vụn. Trung Nhạc ở cách đó nghìn dặm nhìn về hướng kia. Khi cánh cửa tiểu hư không vỡ tan, đột nhiên Hỏa Đô Thành liền biến mất. Tầng tầng lục địa xuất hiện, điên cuồng mở rộng. Không gian tổ tinh vốn bị xếp chồng trong dị không gian cuối cùng cũng tái xuất hiện. Trung Nhạc ở trên không trung cúi nhìn thì thấy đại địa không ngừng mở rộng ra bốn phương tám hướng. Núi non nhô lên, lướt qua rồi biến mất. Ngoài ra còn có biển lớn mênh mông, lục địa rộng bao la, không giới hạn, điên cuồng được mở rộng. Trung Nhạc nhìn mà hoa mày chóng mặt, chỉ thấy không thể tin nổi. Không gian đó vốn bị phong ấn trong không gian khác, giờ được trả lại tổ tinh. Nhưng tạo ra chấn động không hề nhỏ, lập tức khiến diện tích tổ tinh rộng thêm gấp mấy lần. Nam Hoang vốn đã rất rộng, giờ còn rộng hơn không chỉ trăm lần. Cho dù Trung Nhạc toàn lực phi hành thì cũng phải hơn chục ngày mới tới điểm tận cùng được. Những thần ma này quá đáng thật, phong ấn tổ tinh nhiều như vậy sao? Trung Nhạc phẫn nộ, Tân Hòa mượn mắt của hắn nhìn quanh, lắc đầu nói. Giờ mới chỉ là một chút thôi, chưa bằng một cái lông trên thân con bò đâu. Trung Nhạc giật mình, tổ tinh rộng như vậy mà chưa bằng một cái lông trên cả con bò sao? Chỉ riêng một tòa đế lăng thì không gian phong ấn bên trong cũng lớn gấp trăm ngàn lần tiểu hư không rồi. Tân Hỏa tiếp tục nói. Mà những thiên đế của Phục Kỳ thị các ngươi đều thích chôn nhục thân của mình ở trên tổ tinh. Trung Nhạc không còn nói được gì. Việc tổ bối làm đúng là quá đáng. Không gian của tiểu hư không hoàn toàn trở thành một phần của tổ tinh. Cảnh tượng trận chiến giữa Bích Tà Thần Hoàng và Hạ Hầu cũng xuất hiện tại Nam Hoang. Hạ Hầu Chiêu Linh đột nhiên ném Bát Long Chấn Thiên Phủ ra xa, rồi bị chiến tranh chi giác hút vào bên trong, rồi bị tế sống. Bên trong tù và, tiếng kêu thảm thiết của Hạ Hầu vọng ra kinh thiên động địa. Hắn hóa thành linh quang chảy ra từ tù và vào ngực của Bích Tà. Ở đó lục đại thánh linh bắt đầu kết hợp với 6 quả tim của Bích Tà, khiến tim của hắn biến thành 6 bông hoa sen màu thịt. Hạ Hầu, ném Bát Long Chấn Thiên Phủ đi, có lẽ biết mình không thoát được. Ném Bát Long Chấn Thiên Phủ cho tộc nhân. Hắn chết rồi, Trọng Lấy Thần Tộc cũng không còn sự bảo vệ của hắn ta, khó lòng mà thoát kiếp được. Nhưng nếu giữ được Bát Long Chấn Thiên Phủ thì cũng không đến nỗi bị diệt tộc. Trung Nhạc thầm thở dài, đột nhiên nhớ tới một việc, lên tiếng hỏi. Tân Hóa, một luyện khí sĩ có lục đại thánh linh thì không phải rất khó điều khiển hay sao? Tân Hỏa lắc đầu. Các chủng tộc khác chắc chắn không thể cùng một lúc điều khiển lục linh, nhưng Bích Tà Thần Tộc thì lại có thể. Hắn có 6 quả tim, điều khiển dễ hơn các chủng tộc khác rất nhiều. Ngoài Bích Tà Thần Tộc thì còn có chủng tộc sinh ra đã có 5 cái đầu, 5 quả tim. Chủng tộc này có thể cùng lúc tu luyện ngũ linh. Sau này người sẽ gặp cường giả của chủng tộc này. Ngũ linh của hắn chính là ngũ hành linh, rất lợi hại. Sao? Đồng thời điều khiển ngũ linh sao?
trung nhạc giữa người, hơn nữa còn là ngũ hành linh. Đại thiên thế giới đúng là không điều kỳ lạ nào là không có. Nhạc tiểu tứ, vũ trụ lớn như vậy, ngươi không muốn đi xem một chút hay sao? Tân Hỏa dụ hoặc nói. Vũ trụ lớn như thế, ta nhỏ thế này, ta sẽ đánh mất chính mình mất thôi. Ngươi yên tâm, Tân Hỏa, sau này nhất định ta sẽ đi xem sao. Côn Hầu, Ma Hầu và Hiếu Mang Lão Tổ, Long Tổ, bọn họ đều không ra tay. Trung Nhạc nhìn xung quanh, sau khi Hạ Hầu chết đi, trời yên bể lặng, yên bình đến nước khó hiểu. Xem ra họ đều bị Bích Tà Thần Hoàng dọa cho sợ rồi, không dám đấu lại Bích Tà Thần Hoàng nữa rồi. Hắn không kìm được mà lắc đầu. Bích Tà Thần Hoàng tế Hạ Hầu chi linh, dung hợp tim và thánh linh, chính là lúc hắn đoạt xác Bích Tà. Đây mới là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt Bích Tà Thần Hoàng. Nhưng Long Tổ, Ma Hầu đều bị dọa sợ, bỏ qua mất cơ hội này. Trung Nhạc tuy muốn ra tay, nhưng khổ nỗi hắn không làm gì được Bích Tà Thần Hoàng. Vì thế với hắn, đây cũng không phải là cơ hội tốt nhất. Một lúc lâu sau, Hạ Hầu Chi Linh bị tế hoàn toàn. Trung Nhạc lại đợi một lúc nữa mới tiến tới gần Bích Tà Thần Hoàng. Hắn biến lại hình dáng vốn có, tới gần Bích Tà Thần Hoàng. Trung Sơn Thí. Bích Tà Thần Hoàng nhìn hắn, đeo chiến tranh khí giác ở sau lưng, lên tiếng nói. Người không cần phải đề phòng ta, ta không có ý định giết ngươi. Nếu ta muốn thì đã động thủ lâu rồi. Cho dù Nhân Hoàng ám toán ta, nhưng hắn là hắn, ngươi là ngươi. Trong lời nói của hắn mang sự kiêu ngạo cao cao tại thượng, là khí độ của thần hoàng. Trung Nhạc lắc đầu bật cười. Cho dù ngươi muốn giết ta thì ta cũng không sợ. Giờ ngươi đoạt xác Bích Tà rồi thì có mấy phần thực lực đây. Cho dù ngươi có lục đại thánh linh cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Hơn nữa ngươi cũng không dám động thủ. Nếu động thủ, ngươi sẽ bị Hiếu Mang Lão Tổ bọn họ nhìn ra sơ hở. Ngươi sẽ chết nhanh hơn ta. Ta tới chỉ là muốn xem Bích Tà đã chết thật chưa thôi. Bích Tà Thần Hoàng nhìn hắn bình tĩnh nói. Chàng trai trẻ, ngươi nghĩ nhiều rồi. Trung Nhạc thản nhiên nói. Có lẽ ta nghĩ nhiều thật. Thần Hoàng chắc sẽ không ở lại lâu trên tổ tinh phải không? Ngươi càng ở lâu thì càng nguy hiểm. Không lâu nữa Hiếu Mang Lão Tổ bọn họ sẽ tỉnh lại hạ thủ với ngươi. Vì thế ngươi sẽ rời khỏi tổ tinh càng nhanh càng tốt. Việc này không phải là ta nghĩ nhiều chứ? Bích Tà Thần Hoàng gật đầu. 10 vạn năm trước ta để lại truyền tống đại trận, chuẩn bị hồi sinh xong rời khỏi tổ tinh. Ta muốn tới Tử Vi tinh vực. Nhân Hoàng phá hỏng đại sự của ta, ta sẽ không giận cá chém thất lên ngươi, nhưng sẽ không tha cho hắn ta. Ta sẽ trở lại, lúc đó tổ tinh sẽ thành đế tinh. Mọi bảo tàng ở đây đều là để trợ giúp cho ta thành thiên đế. Ngươi sẽ không về được đâu. Trung Nhạc nói. Ngươi đi rồi sẽ không thể quay về, vì đây sẽ là địa bàn của ta. Nếu ngươi muốn động vào, ta sẽ đánh chết ngươi. Nếu ngươi giết Nhân Hoàng, ta sẽ tới Tử Vi tinh vực đánh chết ngươi. Bích Tà Thần Hoàng nghiêm túc quan sát hắn một lúc, lên tiếng nói. Chàng trai trẻ, ngươi có biết lần hồi sinh này ta đã dung hợp lục đại thánh linh, thành tựu kiếp này đã vượt xa kiếp trước rồi không? Bích Tà Thần Hoàng, ngươi nghĩ nhiều rồi. Trung Nhạc bình tĩnh nói. Cho dù ngươi dung hợp lục đại thánh linh thì ta cũng đánh chết được ngươi. Bích Tà Thần Hoàng sắc mặt hơi tối lại, phì cười nói. Ngựa non háu đá, người nói vậy không sợ ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ sao? Vậy thì thần hoàng ngươi lúc này có khả năng đó mới được. Trung Nhạc cứng rắn nói. Ta chính là muốn chứng minh người có hồi sinh cũng chẳng có tác dụng gì. Người căn bản không bằng Bích Tà. Ta không đánh chết được Bích Tà, nhưng ta có thể giết chết ngươi. Bích Tà hy sinh cho ngươi đó là sai lầm. Thật không biết trời cao đất dày. Bích Tà Thần Hoàng sắc mặt lạnh tanh, bỗng bật cười bay đi, để lại tiếng nói tựa như sấm vang vọng ở trên tầng mây. Người tầm mắt quá hạn hẹp, nên Nhân Hoàng cũng không chọn người làm người kế thừa. Tiếng nói của hắn vang vọng, tuy vẫn không ra tay với Trung Nhạc, nhưng trong tiếng nói ẩn chứa nộ khí. Đồ hủ bái. Trung Nhạc nói lớn. Chiếm không miếu đường, lãng phí tài nguyên. Bích Tà Thần Hoàng trên không trung, người cứng lại, dừng một chút rồi bay đi xa. Hắn dường như có chút không kìm nén được. Nếu Trung Nhạc còn nói những lời như vậy, hắn sẽ không kìm được sát cơ mà để lộ việc hắn đã đoạt xác. Hắn vẫn có chút ném chuột sợ vỡ bình quý, sợ bị Long Tổ, Ma Hầu, mấy bộ hạ cũ nhìn thấu. So sánh với Trung Nhạc thì hắn sợ chết hơn. Dù sao cũng là ngựa non háu đá, hắn sao biết được
lục đại thánh linh ta khổ sở luyện thành có tác dụng lớn như thế nào tới tu vi thực lực của ta đây. Bích Tà Thần Hoàng thấp giọng nói, tên tiểu quỷ này chỉ là một khách qua đường trong cuộc đời của ta mà thôi, còn Nhân Hoàng mới là đối thủ của ta. Đến khi ta trở lại đỉnh cao, Nhân Hoàng, người sẽ biết việc người ám toán ta là sai lầm tới mức nào. Mấy ngày sau, hắn trở về Tây Hoàng, tới một sân cốc giải phong ấn trong đó. Nghe huỳnh huỳnh tiếng nổ từ dưới lòng đất vang lên, những chiếc cột trụ chọc trời từ dưới đất chu lên, đứng sừng sững giữa sân cốc có tới hàng vạn cây cột, tạo thành một tòa truyền thống đại trận cổ xưa. Bích Tà Thần Hoàng bước vào trong trận pháp, kích hoạt trận pháp, thân hình lập tức liền biến mất. Đúng lúc này, trong đại trận bắt đầu sụp đổ, cột đá đổ sụp, vỡ tan, truyền thống đại trận cũng tan rã. Ồ, đó là... Bích Tà Thần Hoàng được truyền tống ra khỏi tổ tinh, ra khỏi thái dương tinh hệ, thân ở trong giải ánh sáng, truyền tống, đột nhiên thất kinh. Một đường thông đạo không biết từ đâu trong bầu trời tới, một đầu của thông đạo đã nối liền với tổ tinh. Thông đạo này bị băng đá phong tỏa, đóng băng, bên trong còn có khí tức của thần ma. Đây là thần thông của địa hầu. Bích Tà Thần Hoàng bực dọc thầm nghĩ. Con đường này là ai đã đào ra đây? Địa hầu đã băng phong nó từ bao giờ? Nhưng xem ra hình như phong ấn của địa hầu đã lơi lỏng, có lẽ không kiên trì được lâu nữa rồi. Hắn không nghĩ nhiều, lưu quang truyền tống đã đưa hắn đi xa. Trên tổ tinh, Trung Nhạc cũng rời khỏi Nam Hoang, tiến về Đại Hoang Kiếm Môn. Tổ tinh hiện nay đã lớn hơn mấy lần so với trước, địa vực mênh mông, đại địa được từng vân bao trùm, cảnh tượng hoàn toàn khác với trước kia, thậm chí còn có khí tức thần thánh. Nếu không gian bị phong ấn trên tổ tinh đều được thích phóng hết thì sẽ như thế nào đây? Trung Nhạc vừa đi vừa quan sát, trong bụng kinh thán. Hắn tới đây nhìn thấy rất nhiều bảo địa không hề thua kém Kiếm Môn, mỗi nơi đều thích hợp cho khai tông lập phái, cho nhân tộc sinh sôi nảy nở. Quan trọng hơn là những vùng cương vực đó đều không có chủ. Không gian bị phong ấn trong tiểu hư không được thích phóng, khiến tổ tinh xuất hiện thêm không biết bao nhiêu thánh địa, thánh cảnh. Thế lực của Trọng Lê thần tộc ở Nam Hoang bị tổn hại lớn, Hạ Hầu chết rồi, Hỏa Đô Thành bị san thành bình địa. Trọng Lê thần tộc hiện nay căn bản không thể thống trị cương vực lớn như thế này được nữa rồi. Trung Nhạc ánh mắt lay động, thầm nói nhỏ. Không biết quân sư tỷ có thể nắm lấy cơ hội này mà mở rộng lãnh địa Đại Hoang hay không? Không lâu sau, hắn tới biên giới Đại Hoang, đột nhiên tim khẽ run lên, vô số cự nhân cao tới nghìn trượng gầm lên giận dữ, nhấc bổng các ngọn núi ở biên thủy Đại Hoang lên, vác lên vai đi về phía Nam Hoang. Còn tướng sĩ Trọng Lê thần tộc ở Bắc Quan Nam Hoang cũng gầm lớn, một vị cường giả võ đạo bay lên bi phẫn. Nhân tộc, các ngươi quá đáng rồi đấy, bên này núi là lãnh địa của Trọng Lê thần tộc bọn ta, các ngươi đây là muốn khai chiến đúng không? Trung Nhạc nhìn kỹ, thấy những vị pháp thiên cảnh, chân linh cảnh vận chuyển núi kia đều là trưởng lão của Kiếm Môn, còn có Khâu Cấm Nhi, Phương Kiếm Các bọn họ. Thủy Tử An cũng có mặt, lão giả đó cười nói. Tiểu hữu nói đúng, bên kia núi là lãnh địa của Trọng Lê thần tộc, bọn ta sẽ không vượt giới đâu. Vị cường giả võ đạo kia phẫn nộ nói. Thủy Tử An, ta kính phục ngươi là một anh hùng, giờ các ngươi muốn thế nào? Thì rời núi. Thủy Tử An hiên ngang nói. Bọn ta không vượt giới, là núi đang đi, ngươi xem, đúng là núi đang bước đi không? Các tướng sĩ Trọng Lê thần tộc giận quá mất khôn, chửi bới ầm ĩ. Đánh chết đám nhân tộc phía bắc đi. Các tướng sĩ phẫn nộ thi nhau xin lệnh xuất binh. Đại tướng trấn thủ biên quan là một cự phách của Trúc Dung thị, nghe thế thì lắc đầu. Nhân tộc bọn chúng chắc chắn có thể tiêu diệt chúng ta. Biết cương vực Nam Hoang ta đột nhiên mở rộng hơn gấp trăm lần, Thiên Hầu cung roi dài cũng không tới được. Nam Hoang ta không đủ binh lực trấn thủ nhiều đất đai như vậy, vì thế chúng mới đổ xô tới chiếm tiện nghi. Giờ chúng ta không thể động thủ, nếu động thủ Kiếm Môn tiêu diệt chúng ta dễ như trở bàn tay, giờ phải đợi tin của tông chủ rồi. Hắn chỉ là cường giả Trọng Lê thần tộc trấn thủ biên quan, còn Kiếm Môn đều dốc hết cao tầng, nếu động thủ thì đương nhiên bọn hắn không phải đối thủ. Trung Nhạc nhìn thế vậy không khỏi bật cười, thầm nghĩ bụng. Chủ ý này chắc chắn không phải của Thủy Tử An trưởng lão rồi, cũng không phải của Phương Kiếm Các, chỉ có thể là chủ ý của quân sư tỷ, chỉ có tỷ ấy mới dùng thủ đoạn vô lại như vậy thôi. Hắn đáp xuống cùng các cường giả Kiếm Môn rời núi xâm chiếm Nam Hoang. Tới tối,
hàng mấy trăm ngọn núi lớn phía nam đại hoang đã nam tiến hàng mấy nghìn dặm. Các vị trưởng lão kiếm môn đều mệt nhoài, không thể không nghỉ ngơi. Nửa đêm, đông đảo cường giả nam hoang xuất động, tranh thủ ban đêm di dời các ngọn núi, len lén đưa các ngọn núi quay lại chỗ cũ, tới khi trời sáng thì đi được vài trăm dặm. Trời sáng, các trưởng lão kiếm môn lại bắt đầu rời núi về hướng nam, một ngày lại rời được vài nghìn dặm. Đêm đến, các cường giả của Trọng Lê thần tộc nam hoang lại chuyển núi về phía bắc, cứ liên tục như thế hơn chục ngày. Trên dưới kiếm môn đưa dãy núi Nam Lộc dịch về hướng nam hơn 3 vạn dặm, cương thổ đại hoang rộng thêm hơn một nửa. Cường giả nam hoang cũng nghiến răng ken két, tranh thủ ban đêm rời núi, tốt xấu thế nào cũng không mất quá nhiều lãnh địa. Lúc này, mấy người hạ tông chủ truyền tới tin tức lệnh cho họ thu binh rút lui, không tranh với nhân tộc nữa. Các tướng sĩ nam hoang trong lòng vẫn còn phẫn nộ, nhưng hạ tông chủ đã truyền lệnh thì không thể không theo, đành thu binh, mặc cho nhân tộc cứ thế nam tiến. Ồ, sao chúng lại đi rồi? Lôi Sơn trưởng lão ngạc nhiên hỏi. Đang chơi vui mà, thêm mấy ngày nữa đi. Chắc Trọng Lê thần tộc ở phía tây và phía đông có việc khẩn rồi. Thủy Tử An nói. Chúng ta cho dù liên tục rời núi thì lãnh địa chiếm được cũng có hạn. Nhưng phía tây Nam Hoang là hàng nghìn thần tộc, mỗi thần tộc đều chiếm lĩnh lãnh địa hơn một chút. Nhiều thần tộc như vậy xâm chiếm, lãnh địa bị chiếm sẽ nhiều hơn của chúng ta nhiều. Đặc biệt là Côn Bằng thần tộc vừa mới đã thông đáo từ Mộc Diệu Tinh tới Tổ Tinh. Lần này chắc chắn sẽ cắn chặt miếng thịt ngon Trọng Lê thần tộc, xây dựng lãnh địa thuộc về mình rồi. Trung Nhạc gật đầu cười nói. Còn phía đông thì là Long tộc và Yêu tộc. Yêu tộc còn đỡ, Long tộc thì đã thèm thuồng lục địa lâu rồi, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Yêu tộc cũng nhân cơ hội này xâm chiếm phía nam. Sự bất dịch chắc chắn cũng không bỏ qua thời cơ tốt này. Còn Bắc Hoang Bạch Trạch Thị thì có lẽ khó lòng mở rộng. Muốn mở rộng thì phải thôn tính Đông Hoang, còn cả Ma tộc có lẽ cũng không có phần. Giờ Nam Hoang quá rộng, chỉ diện tích Nam Hoang thôi cũng lớn gấp mấy lần Tổ Tinh lúc trước. Lúc này không phân chia lãnh địa thì chờ đến bao giờ đây? Đến khi các chủng tộc khác phân chia phần lãnh địa nhiều hơn này thì không có phần của Đại Hoang nữa rồi. Cố lên, cố gắng lên nào. Thủy Tử An vung tay cổ vũ mọi người rồi nói lớn. Từ cổ tới nay, phía bắc của Nam Lộc chính là lãnh địa của Đại Hoang ta. Chúng ta hành động càng nhanh thì Đại Hoang sẽ càng rộng. Mọi người cùng lên tinh thần, tiếp tục vận chuyển núi, tiếp tục tiến về hướng nam. Ngoài Đại Hoang mở rộng thì Tây Hoang cũng mở rộng đến kinh người. Tây Hoang có không biết bao nhiêu bộ lạc thần tộc, đúng là như thủy triều chiếm cứ địa bàn. Đặc biệt là Côn Bằng thần tộc liên tục tràn lên, dẫn đầu chiếm một khoảng lớn hải vực trong đại lục nối liền với đại dương, lấy tên Địa Trung Hải, chiếm đóng nơi này rồi tiếp tục mở rộng về lục địa. Điều khiến Trung Nhạc không thể ngờ đó là Bạch Trạch Thị cũng nhân cơ hội này hành động, phái cường giả Bạch Trạch Thị lấy một khoảng đất rộng vô chủ, lập bia viết nơi này từ cổ tới nay là lãnh địa của Bạch Trạch Thị. Mà Hiếu Mang thần tộc cũng chạy tới, đông đảo cường giả Hiếu Mang thần tộc hóa thân thành bàn ngao ba đầu, đi tiểu khắp nơi đánh dấu địa bàn. Ngũ Đại Long tộc cũng nhân cơ hội này lên đất liền Nam Hoang, mỗi tộc đều cắt cứ một vùng. Vừa hay gặp phải đại quân Yêu tộc của Tam Đại Đào chủ từ Đông Hoang tới, lại là một trận hỗn chiến. Càng nằm ngoài dự liệu của Trung Nhạc hơn nữa, đó là Ma tộc cũng nhân cơ hội này mà tới, vượt biển lên vùng đất vô chủ ở Nam Hoang chiếm cứ lãnh địa. Ma tộc, tộc của Bát Đại Thánh tộc đều lập bia trên lãnh địa của mình, trên đó có viết từ xưa tới nay .. Ta đã đánh giá thấp sự vô sĩ của những chủng tộc này rồi. Trung Nhạc nói. Lão địa chủ Nam Hoang là Trọng Lê thần tộc, tự biết không thể trấn thủ cương vực lớn như vậy nên cố gắng thu mình, hết sức tránh xung đột với các tộc. Nhưng với lãnh địa vốn có ở Nam Hoang thì Trọng Lê thần tộc vẫn rất xem trọng, trọng binh canh gác, không ngại khai chiến với các tộc. Hơn nữa, tuy Trọng Lê thần tộc có thu hẹp nhưng vẫn sai binh lính mở rộng cương thổ, lãnh địa đã rộng hơn trước nhiều lần. Các tộc không ngừng xâm chiếm. Nửa năm sau, phần lãnh địa nhiều hơn cơ bản đã phân chia xong, rất nhiều chủng tộc vẫn định nam tiến. Lúc này, trong Nam Hoang đột nhiên có thần uy sung thiên, một vị thần nhân của Hạ Thị xuất hiện, từ trên trời thò xuống một ngón tay. Ngón tay dài hơn nghìn trượng, vẽ xuống mặt đất, tạo thành một dãy vực dài hàng vạn dặm. Nam Hoang, lấy đây là ranh giới. Vị thần nhân đó nói xong liền biến mất. Vị thần nhân Trọng Lê thần tộc này vẽ ra dãy cương vực này đã tách biệt Trọng Lê thần tộc với lãnh địa của các tộc khác. Không lâu sau, Tây Hoang có sơn thần tộc xâm chiếm, tạo ra một cây cầu đá
bắc ngang vực núi, nối liền bờ bên kia. Đông đảo cường giả Sơn thần tộc vượt cầu, vừa mới tiến bên kia thì đột nhiên thần uy bạo phát. Những cường giả Sơn thần tộc này bị một bàn tay khổng lồ đập nát tan tành, chết sạch không còn ai. Việc này đã chấn động thiên hạ, từ đó không còn thần tộc nào dám xâm nhập lãnh địa của Trọng Lê thần tộc nữa. Mấy ngày sau, cường giả kiếm môn cuối cùng cũng rời những ngọn núi lớn ở Lam Lộc tới bên cạnh vực núi. Mọi người nhìn nhau rồi đặt các ngọn núi Nam Lộc xuống. Quân Tư Tà, môn chủ kiếm môn, cũng tự mình rời núi tới nơi quan sát dãy vực, không khỏi cảm khái. Lãnh địa vị thần nhân này vẽ ra lớn hơn nhiều với lãnh địa cũ của chúng ta, quả nhiên hào phóng, chúng ta không ngờ lại chiếm được nhiều lãnh địa như vậy. Môn chủ, đại hoàng chúng ta không nhiều người. Thủy Tử An lắc đầu, khó lòng trấn thủ được cương vực rộng như vậy, chỉ khi đón nhân tộc từ các chủng tộc khác về đại hoang, dùng mấy trăm năm bồi dưỡng ra luyện khí sĩ hậu bối thì mới trấn thủ được giang sơn rộng lớn như vậy. Trung Nhạc gật đầu nói, đúng vậy, nhân tộc ở Đông Hoang ta có thể đón về. Giờ thực lực Đông Hoang mở rộng về hướng nam, sự bất dịch và Long tộc đánh nhau rất náo nhiệt, không thể phân tán tinh lực. Còn các thành chủ, quan chủ, đạo chủ của yêu tộc thì đều đang tranh giành lãnh địa với Long tộc. Đây là cơ hội tốt nhất để nhân tộc trong yêu tộc rời tới đại hoang. Phương Kiếm Các gật đầu nói, các thần tộc ở Tây Hoang cũng đang tranh đoạt lãnh địa, lúc này cũng là thời cơ tốt di rời nhân tộc ở Tây Hoang về đại hoang. Chỉ là địa vực Tây Hoang rộng lớn, chỉ dựa vào một mình ta không đưa được nhiều nhân tộc trở về. Nguyên thần bí cảnh của hắn tuy rộng, có thể chứa hàng vạn nhân tộc, nhưng nhân tộc ngày đêm hít thở, hàng vạn mấy vạn người cũng hít thở. Không khí trong nguyên thần bí cảnh căn bản không thể chống cự được trong thời gian dài. Vì thế, dựa vào nguyên thần bí cảnh vận chuyển nhân tộc thì chỉ có thể được hơn 1000 người. Muốn di rời quy mô lớn thì phải dùng tới pháp lực, thu nhỏ lãnh địa, đưa từ Tây Hoang về Đại Hoang. Nhưng dọc đường vô cùng nguy hiểm, chỉ sợ sẽ xảy ra rất nhiều sự cố. Trung Nhạc cười nói, Thủy trưởng lão, Vương sư huynh, Khâu sư muội, mọi người cứ tới Tây Hoang, chuyển nhiều nhân tộc về đây. Đông Hoang ta sẽ phụ trách, còn cả nhân tộc ở hải ngoại cũng giao cả cho ta đi. Hải ngoại sao? Các cường giả kiếm môn nhìn nhau. Nhân tộc ở hải ngoại tuy không ít, nhưng nơi đó là lãnh địa của ma tộc, ai có thể tới đó đưa nhân tộc về đại hoang được đây? Nếu chúng ta đi hết rồi, nhỡ chủng tộc khác tới cướp lãnh địa thì sao đây? Khâu Cấm Nhi hỏi. Thế thì cứ để chúng cướp trước đi. Quân Tư Tà cười nói, sau khi chúng cướp, chúng ta nói bỏ qua tranh chấp, cùng nhau khai thác. Bao giờ nhân tộc ta cường thịnh thì sẽ đoạt lại, đuổi chúng đi là được. Chỉ cần đông người còn sợ không cường thịnh được hay sao? Mọi người cười cười rồi rời đi. Cũng chỉ còn cách đó thôi. Quân Tư Tà nhìn Trung Nhạc nói, Đồng Hoàng cũng dễ nói, còn hải ngoại thì ngươi tính như thế nào? Trung Nhạc mỉm cười bước về hướng kiếm môn. Sư tỷ yên tâm, ta tự có cách mà, chỉ là nhân tộc trong ma tộc quá đông, ta sợ không đưa được nhiều luyện khí sĩ về thôi. Quân Tư Tà lắc đầu bước theo hắn cùng về kiếm môn. Nàng buộc phải trở về tọa trấn, giờ là lúc đang có nhiều chuyện xảy ra, các đại chủng tộc đều đang tranh đoạt địa bàn, vạn nhất có thần tộc nào đó tấn công kiếm môn thì kiếm môn sẽ bị diệt môn mất. Mấy ngày sau, hai người trở về kiếm môn, Trung Nhạc lập tức trở về trấn Phong Đường, mời hai hóa thân của mình ra. Hắn tâm niệm khẽ động, Thái Cực Thần Ma Nguyên Đan tách ra thành hai viên cửu chuyển nguyên đan nhỏ hơn, một viên vào trong cơ thể Long Nhạc, một viên vào cơ thể Ba Tuần. Tinh khí trên đỉnh đầu hắn tràn ra chui vào cơ thể hai người. Long Nhạc và Ba Tuần chậm chậm mở mắt, đứng dậy rồi biến thành hai chùm sáng bay đi. Trên kim đỉnh, Quân Tư Tàng ngạc nhiên quan sát mũi hai giải sáng, đặc biệt là Ma Tuần thu hút sự chú ý của nàng hơn. Long Nhạc đã đánh, chắc là hóa thân của Trung Sư Đệ, còn cường giả ma tộc kia là từ đâu tới đây? Lẽ nào cũng là hóa thân của Trung Sư Đệ sao? Nàng không khỏi kinh hãi, lên tiếng nói. Môn công pháp này của Trung Sư Đệ có phần giống với công pháp của Phản Đồ, Phong Vô Ký, có thể tu thành hai hóa thân. Trung Sư Đệ càng ngày càng cao thâm khó lường rồi. Ta cũng phải cố gắng hơn, không thể để cho hắn vượt qua được.